đường đi vô điện gió Bạc Liêu. Nó gần vậy đó mà thấy nó 10 cây sao, thấy gần xỉn mà. Có mấy cánh quạt bự dữ à. Cái này chung lại là lớn lắm đây. Hôm nay mời các bạn cùng mình tham quan điểm tham quan điện gió Bạc Liêu. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi vào trong điện gió của Bạc Liêu tham quan mấy cánh trong chống gió khổng lồ ở đây. We'll be right back.